Hello, chào cả nhà thân yêu nhé. Hôm nay anh em mình lại tiếp tục đi săn ong khoái các bạn ạ. Nói chung là đi săn ong tự nhiên, ong hoang dã. Gặp ong khoái thì lại ong khoái, mà gặp ong mật thì lại ong mật. Kính thưa các loài ong nha các bạn. Các bạn đang theo dõi video của Thông, cho Thông xin một like, một đăng ký để giúp kênh của Thông mỗi ngày được phát triển hơn. Thông xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị và các bạn luôn có thật nhiều sức khỏe nhé. Thì vì hình ảnh hơi xa cho nên là trời cũng âm u, muộn mưa cho nên là hình ảnh cũng không được đẹp lắm. Mong các bạn rút dây ngắn lại thôi. Xem và có gì thông cảm bỏ qua cho mình nhé. Trước màn hình của các bạn là quá mới rồi em. Đứa em của mình đang leo lên cây nha các bạn. Và đang đứng ở cái điểm cái nàng kia để dọn dẹp mấy cái cây, là tiến hành hơi khỏi các bạn ạ.
Hả? Sao cái ấy cái giờ nó cháy dữ vậy trời? À, cái bó lửa sao mà để nó chạy lên lửa ngọn quá đây. Và ở trên phía trên cái đám đen kia cũng là một tổ tiếp các bạn, nhưng mà tổ này thì nhỏ, chắc là mới về cho nên anh em mình quyết định không lấy, bởi vì nó nằm ở trên đọt cây. Thì video này thông cũng quay chia sẻ một chút như vậy thôi. Thông xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn những video tiếp theo. Nói chung là tổ ong này cũng đâu gần được khoảng cỡ 3 lít các bạn ạ. Nhưng mà lấy hết luôn nhé. Để con ong nhồng về sau lên sục bình trạng. Thôi thông xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nhé. Kính chúc các bạn luôn có thật nhiều sức khỏe và được mọi sự thành công trong cuộc sống. Cả nhà nhá.